hãy khóc như đường cùng ngã, hãy khóc như mình đã lớn với những đứa trẻ hiên ngang. Hãy khóc như đường cùng ngã, hãy khóc như đường cùng ngã, hãy khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Sống cứ che hết đam mê. Những người tôi che tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Đã quyết cho nên nghi ngại. Cô Thủy quả là không hổ danh người đứng đầu thất sát của trường. Cô đã có một màn ra mắt thật sự ấn tượng và để lại nhiều kinh sợ với các học trò của mình. Từ đây, nhóm Mon và các học viên khác phải hết sức dè chừng với những hình phạt quái chiêu của cô Thủy. Mon và Kenji đã phát hiện ra bí mật của việc thi. Thì ra nguyên nhân mà cô thường xuyên mất tích đột xuất hay vắng mặt là do bận làm thêm để phụ giúp mẹ của mình. Mon và Kenji quyết định sẽ cùng nhóm nhảy đường phố kiếm tiền để giúp việc thi. Liệu kế hoạch của các bạn trẻ có thật sự thành công? Hãy đón xem tập 3 của La La School Season 3. Cả lớp đứng. Các em ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới. Em vào đi. Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Hailey. Nghe cái tên ăn nhậu quá. Mà cái này chắc nhậu rượu nè, nhậu rượu mới tính bằng ly, chứ nhậu bia người ta tính lon không à, đúng không em? Tên em đọc là Hailey cô. Hailey xài quá. Hailey cô. Bây giờ tôi thích đọc là Hailey được không? Dạ, cô là cô giáo, cô thích đọc gì cô đọc. Giờ không đọc nữa, không nói nữa. Em tự giới thiệu đi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hailey. Mình mới chuyển từ trường khác đến và rất mong là mọi người sẽ giúp đỡ mình. Wow, dễ thương quá. Chẳng những vậy, giọng nói còn dễ nghe. Không biết tinh thần từ đâu rớt xuống. Bản thân của tôi đó. Đúng là sao một em? Trời một vực. Cô, chỗ em còn dư, cô cho bạn ngồi kế em nha cô. Hailey à, em xuống kế bên Việt Thi ngồi đi. Cảm ơn cô ạ. Nè, tôi còn đứng đây nha. Để cô nhắc cho các em nhớ là ngày hôm qua cô có giao bài tập về nhà. Lát cô sẽ kiểm tra, ai mà chưa làm hậu quả tự gánh nha. Chào các em. Chào cô. Trời ơi, cuối cùng chúng ta học chung một lớp. Chào mừng bà đến lớp của tụi tôi. Trời ơi, tôi còn sốc luôn á. Hồi nãy tự nhiên Hailey bước vô, tôi kiểu đúng ngạc nhiên luôn. Sao bà họ chả nói gì với tôi ạ? Xin lỗi với Thi nha, tại gấp quá. Với cả tôi cũng muốn làm cho bà ngạc nhiên nữa. Mà tôi thấy mẹ bà khó quá trời luôn. Sao cho bà vô trường La La được vậy? Sao mà hay vậy? Chuyện dài lắm á. Nói chung là thế này này. Nhìn đi đâu vậy? Tôi kể chuyện phải nhìn vào tôi. Trời ơi, kỳ quá. Đấy thì hôm qua tôi với mẹ tôi như thế. 5, 6, 7 hit the road. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fly away. Hailey. Sao mẹ vào mà không gõ cửa? Nếu mẹ mà gõ cửa, làm sao mẹ thấy được cái gì của con làm? Con đang... Hailey à, con đang làm cái gì vậy? Con đang tập văn nghệ ở trường. Con còn hứa những gì với mẹ không? Con hứa là con sẽ không tập tành ca hát nhảy nhót nữa mà. Con hãy nhớ lại cái lời hứa của con đi. Ngay cả diễn văn nghệ ở trường mà mẹ cũng cấm con sao? Con, mẹ không thể chấp nhận được. Mẹ không muốn cho con đi nhảy nhót và ca hát ở trường. Mẹ không thể nào chấp nhận được. Những gì mẹ đã chuẩn bị cho con, đó là điều tốt nhất. Cho nên con không thể nào tập tành ca, múa hát và tham gia văn nghệ ở trường. Con có biết không? Mất con từ bỏ đam mê là tốt cho con. Chẳng lẽ con nghĩ cái việc nhảy múa ca hát như này đem đến tương lai cho con hay sao? Nhưng mà mẹ phải hiểu là... Không có những gì hết.
con phải giữ đúng cái lời hứa với mẹ đi, là con không có tập tành văn nghệ nhảy hát, bỏ hết những cái thứ gớ giận đó đi, và phải quay về kinh doanh với mẹ để nói nghiệp mẹ và cha con. Thôi kìa, có chuyện gì hai mẹ con căng thẳng quá vậy hả? Chuyện gì vậy em? Con nó chả treo với em đó. Chẳng phải việc học hành của con đang ở trường rất tốt hay sao? Nhưng mà con bé vẫn giấu giếm em tập nhảy tập hát. Sự việc này không thể nào chấp nhận được. Con gái à, nín 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 nín, mẹ con nói đúng đó. Mẹ con chỉ muốn làm điều tốt cho con thôi. Sở dĩ mẹ con không muốn con lao vào cái nghề ca hát nhảy múa nhiều phức tạp đó cũng có lý do của mẹ. Ngay cả bố mà cũng theo phải mẹ ư? Hay vậy à, bố mẹ chỉ muốn điều tốt cho con thôi, con hiểu chứ? Con không muốn hiểu. Bố mẹ không hiểu con. Bố mẹ không hiểu con gì cả. Suốt ngày bố mẹ chỉ bắt con làm những thứ mà con không thích thôi. Như vậy là con hạnh phúc sao? Hayley, Hayley, em à, con nó còn nhỏ, mình không nên đối xử với nó nghiêm khắc như vậy. Nhưng không thể để cho nó mãi như vậy được anh à. Em cứ bình tĩnh, chuyện này để anh lo. Hayley, con nhờ bố. Con gái vẫn còn giận bố sao? Thật sự thì bố không muốn làm như vậy đâu, nhưng con phải hiểu, mẹ con rất nghiêm khắc, không dễ gì mẹ con chấp nhận được chuyện này. Con hiểu chứ? Nhưng mà bố cũng không thể vì thế mà cấm con theo đuổi đam mê của con được. Bố hiểu là âm nhạc rất quan trọng đối với con mà. Bố hiểu mà, bố rất hiểu con. Từ bé con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, bởi vì lúc đó bố mẹ phải đi làm ăn xa, cho nên bố mẹ phải gửi con ra Bắc sống với bà ngoại. Con chịu thiệt thòi nhiều lắm. Hôm nay bố muốn bù đắp cho con, bố sẽ tặng con một món quà thật là bất ngờ, coi như là một lời xin lỗi của bố. Bố lại tặng mày cái áo hàng hiệu gì? Bây giờ á, kể có bao nhiêu cái áo hàng hiệu ấy nữa thì con cũng không hết giận bố đâu. Chưa chắc đâu nha, có khi con nhìn thấy nó rồi á, con phải hét toáng lên vì vui sướng đó. Bây giờ chả có gì có thể làm con vui ngoại trừ. Ôi, 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 thật á, ôi. Bố đã làm hồ sơ nhập học cho con học ở học viện La La rồi đó. Ồ, từ bao giờ vậy bố? Ồ, bố làm là xong hết. Trời ơi, con yêu bố quá à. Trời ơi, đẹp quá. Sao con? Mẹ có biết không bố? Trước mắt thì mẹ vẫn chưa biết, nhưng con cứ yên tâm mà đi học. Coi như là đây là một bí mật nhỏ của hai bố con mình ha. Nhưng mà lỡ mà mẹ biết thì làm sao? Không sao đâu, cái chuyện đó để bố lo, thấy không? Còn bây giờ á, con cứ vui vẻ theo đuổi đam mê của mình, còn cái thế giới này á, cứ để bố lo. Đó, à, chỉ là như vậy á. Wow, công nhận nha, ba bà tâm lý thiệt luôn á. Chúc mừng thành công, mừng Hayley nha. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi nào. Chết em rồi, tí hồi kiểm tra rồi chân vậy nè. Tại tại Hayley á. Ủa gì vậy? Ông không làm bài xong bây giờ ông đổ tại tôi, kỳ quá à. Em kỳ quá à. Trời đất ơi. Ê, nhưng mà ấy, mọi người nhớ nha, tí xíu nữa mình có hẹn với Gina với cả Winner đó. Đúng rồi, giờ tôi nhớ rồi đó. Hayley, tí xíu nữa bà có muốn đi gặp Gina với cả Hayley với tụi tôi không? Đi vui. Hôm nay chắc là nhà Hayley có việc bận rồi, để hôm khác nha. Ok, để hôm khác nha. Thôi mọi người làm bài tập đi nha, tôi sẽ kiểm tra rồi đó. Mon, sao ông lấy tập của tôi? Cái gì? Tập của bà đâu? Thôi, xíu đi. Xíu ơi.
trời, không hiểu sao mà tiên nay mưa dữ vậy ta. Ừ, mưa to thiệt đó. Mà sao mọi người giờ này còn chưa đến nữa. Ê. Hello. Mọi người tới trễ nha. Ôi, xin lỗi đi. Biết sao không? Nào. Trời mưa. Rồi, biết lý. Rồi. Trời mưa. Rồi, mọi người tới đóng đủ chưa? Đóng đủ rồi. Bắt đầu tôi chừng chờ gì nữa. Chừng chờ gì nữa. Vô nè. Trời mà mình nhảy mệt thế, không có bù gì hết á. Chào mừng anh nè. Rồi, của em đâu chị? Của em ngoài bán, tự đi mà mua. Cái kỳ vậy? Trời sao cuộc đời bất công quá vậy trời? Trời ơi, mệt hai người quá. Nè, em uống đi. Cảm ơn anh. Sao được? Tôi mua cho ông mà. Thì tôi uống rồi, cho nó uống miếng sao đâu. Tấm lòng của người ta vậy mà. Cái gì mà lòng ruột ở đây? Bộ chị thèm ăn phá lấu hả? Nói nhiều quá uống đi. Ơi, mệt hai người này quá. Này, cô bà này. Sao bà có chuyện gì phải nói cho tôi nha. Đừng có gánh vác một mình như thế. Đúng rồi đó. Cảm ơn ông nha. Bà đừng có làm thế, tôi lo lắm á. Hả? Tôi lo đúng không? Đúng tôi lo mà. Bạn bè phải biết chia sẻ với nhau chứ. Đúng rồi. Bây giờ bà về có ai đi về với bà không? Không, tôi về một mình. Tôi đi với bà về nhá. Ok. Thế thôi mọi người, về sau nha. Bye bye. Ồ, bye bye. Anh. Cái gì kỳ kỳ không? Kỳ lắm á. Rồi tôi thấy kỳ lắm mà nha. Đúng rồi đó. Về sau. Tôi nhờ kìa. Ngày chăm sóc. Quan tâm được thuê lắm á. Trời ơi. Tôi cũng tốt với ông mà. Có gì đâu kỳ. Thì bạn bè không tốt với nhau sao nhỉ? Tôi đi về. Cảm ơn ông nha. Ủa? Sao tự nhiên cảm ơn tôi? Tại vì tôi thấy ông với cả mọi người cứ giúp tôi hoài à. Với lại nhà ông cũng có khá hơn tôi mấy đâu. Có sao đâu, tụi mình là bạn bè, giúp đỡ đâu chuyện bình thường mà. Ông đi giúp tôi vậy rồi, ở nhà ai phụ mẹ ông? Tôi giúp bà ở đây xong á, tôi về nhà tôi phụ mẹ sau. Còn bà là con gái ấy, bà đã phải đi làm thêm rồi. Xong rồi tối còn về nhà làm bài nữa chứ. Sức đâu cho được. Với cả sao? Thì tại bà là con gái ấy, nên là nhỡ ra đường mà có bị ai bắt nạt ấy, nhỡ tôi không ở đấy, rồi ai cứu bà? Đúng không? Vậy có gì khó khăn thì tôi gọi điện cho ông nha. Quyết định vậy ha. Thôi, về đi. Đi. Wow, cái mùi gì thơm quá vậy ta. Ủa, em về đó à? Em lên lầu kêu con xuống ăn cơm luôn ha. À, có cần phụ cái gì không? Thôi khỏi, sắp xong rồi, cứ đứng đó đi. Đây, lên liền. Mà hôm nay cái bà giúp việc đâu, sao không nấu cơm mà lại ông vào bếp? Anh muốn tự tay mình nấu, mời bà sáng rồi. Nè, bây giờ ha, đây, em gấp thử miếng coi. Bất cứ món nào cũng được. Coi cái tay nghề anh còn như ngày xưa không? Để em thử nha. Ừ. Dạ.
vẫn ngon như ngày xưa. Nếu ngày xưa ông mà còn đi làm đầu bếp giống như vậy nè, thì chắc bây giờ ông nổi tiếng lắm ha. Tất nhiên rồi. Chỉ tiếc là cái ngày đó vì quyền thừa kế mà tôi đã từ bỏ cái ước mơ làm đầu bếp của mình. Nhưng mà cũng nhờ cái ước mơ làm đầu bếp đó mà ngày hôm nay tôi có được một người vợ tuyệt vời như bà. Ông á, nhắc làm cho lại nhớ. Ngày đó tôi cũng có một cái ước mơ. Đúng không, bà ước mơ gì? Hồi nhỏ tôi cũng đã từng mơ là một người mẫu. Tôi sẽ được mặc những bộ đồ thiết kế đẹp để cho mọi người ngắm nhìn. Nhưng mà bởi vì bà thiếu chiều cao nên bà không tự tin, bà không dám ước mơ tiếp nữa chứ gì. Cái ông này cứ chọc tôi hoài à. Nhưng mà tôi đã nhận ra, sống thì phải thực tế, không nên đeo đuổi một cái ước mơ viển vông đó. Hayley cũng vậy. Hồi sáng này khi thấy con mình được sống trọn vẹn với những ước mơ và đam mê của nó rất hạnh phúc. Điều đó khiến tôi cũng vui lây à. Ông nói vậy là sao? Thôi, chuyện này thì tôi cũng không giấu bà lâu được. Tôi đã làm đơn cho con bé được học ở học viện âm nhạc La La rồi. Tại sao ông làm như vậy? Những việc nãy giờ ông làm á là để ông lấy lòng tôi phải không? Nhưng những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta không thể nào bắt con mình từ bỏ ước mơ của nó để mà sống theo những điều mình muốn. Điều đó khiến nó sẽ không hạnh phúc đâu em à. Thà rằng á, để cho nó từ bỏ ngay bây giờ, để sau này hiện thực nó sẽ giết chết một ước mơ của nó, anh biết không? Mẹ à, mẹ phải cho con trải nghiệm thì mẹ mới biết được con có thành công hay không chứ. Nếu như mẹ không cho con trải nghiệm mà cứ ba bọc con như thế này thì bao giờ con mới trưởng thành được. Nhưng mà con phải hiểu, hiện thực nó khắc nghiệt lắm. Con nói nó đúng đó em à. Chúng ta đã từng theo đuổi ước mơ của mình, sao bây giờ em lại cấm con cái quyền đó chứ? Mẹ à, mẹ hãy tin ở con. Bố và mẹ đã không thể sống trọn vẹn với ước mơ của mình, thì bây giờ hãy để con làm điều đấy. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng bằng tất cả tài năng và thực lực của mình, con sẽ làm được. Đúng đó em. Hãy cho con bé một cơ hội để nó chứng minh. Mẹ à, chỉ khi con được sống với ước mơ âm nhạc của mình, con mới được là chính con. Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ cắt đứt tiền học của Hailey. Để thử coi cha con ông còn tiền học nữa không. Bà không cho thì tôi cho. Ba mẹ đừng cãi nhau vì con nữa được không? Ba cho con theo học trường La La đã là tốt lắm rồi. Việc còn lại hãy để con lo. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy rằng chỉ cần với quyết tâm của con sẽ làm được. Được, nhưng con nên nhớ, học phí ở trường đó rất là đắt đỏ. Rồi đây, sớm muộn gì con cũng sẽ từ bỏ. Nếu như con chứng minh cho mẹ thấy rằng bằng quyết tâm và tài năng của con sẽ thực hiện được ước mơ đấy, thì mẹ có ngăn cản con nữa không? Tôi hết nói nổi hai cha con của hai mấy người rồi. Tôi mệt lắm rồi, tôi đi lên lầu nghỉ đi. Cố gắng lên con, bố sẽ ủng hộ con hết mình. Bà dạo này sao vậy? Có chuyện gì buồn hả? Ừ thì cũng có. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Kể cho tôi nghe đi, có chuyện gì bà giấu tôi đâu? Thực ra là từ hôm qua mẹ tôi đã biết là bố tôi chuyển cho tôi vào La La School rồi. Nhưng mà mẹ tôi phản ứng gay gắt lắm. Tôi và bố đã cố gắng khuyên nhủ mẹ rất nhiều ý. Tôi còn nói với mẹ tôi là hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh cho mẹ thấy là lựa chọn của tôi không phải là sai lầm. Rồi mẹ bà có đồng ý không? Thì mẹ tôi cũng không phản đối, mà cũng chẳng đồng ý hoàn toàn. Mẹ bảo là tôi với bố muốn làm gì thì làm. Xong rồi sáng nay á, tôi đi học, tôi chào mẹ. Xong rồi mẹ tôi chỉ ừ một tiếng rất là lạnh lùng ý, rồi đi luôn. Chả giống như mẹ mọi ngày gì cả. Tôi thấy mẹ bà không cấm bà học trường La La đã là một bước tiến rất lớn rồi. Bây giờ mình chỉ cần giành một giải thưởng nhỏ nữa thôi. Mình có thể chứng minh cho mẹ thấy là bà không có chọn sai con đường mà. Bà biết anh Hứa Chí Quân không? Hồi đó
ảnh giành được giải quán quân của La La Idol. Xong rồi nha, đâu có ai biết được ảnh được giải đó là ảnh phải nè, vừa đi bán kẹo kéo cực khổ nè, xong rồi trải qua biết bao nhiêu chuyện nữa. Rồi bây giờ ảnh được một công ty giải trí cực kỳ lớn nhận vào làm rồi đó. Thật luôn hả? Ừ. Vậy thì tôi với ba cũng phải cố gắng lên. Đúng rồi, cố gắng lên. Yeah. Thôi, tôi dẫn bà đi chỗ khác coi nha. Ok. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. Hôm nay em nấu toàn những món mà Winnie thích. Anh phụ em một tay nhé. Anh ra kia lấy giùm em cà pháo, ăn mắm tôm. Trời ơi, ăn rửa tay đã rồi ăn cơm. Thôi mẹ rửa tay cái gì, ăn nữa đói quá à. Nếu thích thì ăn nhiều đi con. Hôm nay chú Khi ăn cơm với mẹ con mình. Chào chú đi con. Thôi, đằng nào con cũng chưa đói, mẹ ăn trước, con đi đây. Chào chú đã. Con không thích ăn với kẻ cướp vợ người khác. Winner, con nói gì vậy? Như vậy là hỗn đấy. Xin lỗi chú đi. Mẹ nói là con xin lỗi chú đi. Nhanh! Winner, đứng lại cho mẹ. Winner! Thôi, em bình tĩnh đi. Từ từ rồi con cũng chấp nhận anh mà. Em xin lỗi. Em ước gì là nó hiểu được tình cảm của anh. Anh đã làm thủ tục nhập học cho con rồi. Hy vọng là con và em sẽ sớm về ở chung với anh. AJ. Ồn quá. Ủa, anh là ai vậy? Đừng có nhảy nữa. Thực sự khi mà gọi là nhận lời tham gia cái vai diễn trong La La School
Mùa thứ ba thì cái điều đầu tiên mà làm cho hai bên nhận lời, tại vì đó là cái mùa mà có thể gọi là sẽ thấy rõ các thành viên trong B336 nhất. Đó là một cái điều thứ nhất. Và điều thứ hai thì Hải thấy nhân vật này có một cái nhân vật có cái gì đó gần, nó cũng tương đối gần với Hải, nó cũng có một cái gì đó sợ chung, cái gì đó chung chung, cái gì đó xa xa. Nói chung cái gì đó rất là thú vị trong cái vai diễn này, và điều đó là hay. Nói chung là vai diễn của thầy Lâm Minh Hải sẽ vô cùng đặc biệt, và mọi người sẽ rất là bất ngờ vì mọi người cũng biết là thầy Lâm Minh Hải có đóng rất là nhiều bộ phim điện ảnh rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà thầy đóng một phim sitcom, và đặc biệt là thầy xuất hiện cùng với cả nhóm B336 trong một phim sitcom lần này. Nên đây là một điều vô cùng đặc biệt, có thể coi là một kỷ niệm của B36 và thầy Lâm Minh Hải. Ok, bây giờ tới đây nha, mọi người hãy nhấn lại từ đầu clip coi là tới bây giờ coi là Winner đã nói bao nhiêu từ đặc biệt nha. Bye bye. Hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như mình đã lớn với những đứa trẻ hiên ngang. Hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tôi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?